Nhưng mà với điều kiện người này phải tín nguyện vãng sanh và tích lũy thiện căn phước đức nhân duyên thì 10 hơi này mới thành công. Chứ mà sáng ra cứ 10 hơi rồi vẫn ăn mặn, vẫn tạo nghiệp, không nguyện vãng sanh thì cái lúc này cũng vãng sanh 10 hơi, vãng sanh Tây Ninh thì có. Rồi có ông đó ông hỏi như vậy là ngài Từ Văn Sấm chủ chỉ 10 hơi như vậy con niệm 10 hơi được không? Kêu ông dư hơi, ông có thời gian ông phải niệm suốt ngày chứ sao mà ông nói kỳ á. Không, chứ đâu phải là theo 10 hơi đó là ông thành công. À, này nói nè, thí dụ mà nếu mà rảnh á, nói đến chánh nhân niệm Phật thì ai nấy đều tùy theo sức mình mà lập, chẳng được chấp cố định một pháp, nghĩa là đừng có lấy cái kiểu là niệm thầm mãi luôn trong tâm, hoặc niệm ra tiếng là niệm ra tiếng mãi luôn. Thì ngài kêu là xoay chuyển làm sao đó cho nó tùy theo sức mình, ra trước chánh điện mình niệm ra tiếng đừng có lớn quá, rồi bắt đầu có trong cái thời khóa công phu đó mình niệm thầm, hít hơi sâu hoặc niệm trong tâm. Ngài kêu đừng cố chấp một cái pháp nhất định thì nó sẽ sanh ra bệnh. Nếu như thân không bận việc, cố nhiên phải từ sáng đến tối, từ tối đến sáng đi đứng nằm ngồi nói năng im lặng động tịnh, mặc áo ăn cơm vào đạo tiểu tiện, coi như là không có chỗ nào sót nữa rồi đó. Trong hết thảy thời hết thảy lúc giữ một câu hồng danh thánh hiệu này, chẳng lìa tâm lìa miệng. Nếu nếu niệm miệng mệt thì niệm trong tâm, rồi trong tâm khởi lên niệm ra tiếng lọt vào tai, cứ như vậy mà trong mỗi thời mỗi lúc. Thì ông này hỏi nếu mà chỉ dùng một cách của một hơi thở của ngài Từ Văn Sấm chủ được không? Ngài kêu nếu mà rảnh thì phải làm như vậy mới chắc ăn, niệm Phật như vậy là mới phục được phiền não và bảo đảm cái chuyện vãng sanh hơn. À, vì sao phải niệm một hơi thở? Ngài lý giải nè, do chúng sanh tâm tán loạn lại không rảnh rỗi để chuyên niệm, lúc niệm như thế mượn một hơi nhiếp tâm, tâm tự chẳng tán loạn, nhưng phải tùy theo hơi thở dài hay ngắn, chẳng được cưỡng niệm cho nhiều, hễ cưỡng niệm sẽ bị tổn khí. Ngài hay nhắc tổn khí là cái hơi của mình, là cái khí lực á, rất dễ bị tổn, nằm xuống mà niệm thầm cũng tổn, phải niệm trong tâm, ráng lên niệm và thường niệm giống như ban hồ niệm trên đó chú Nhuận Hiền. Nó một số người bị tổn khí, ngài rất cẩn trọng về cái chuyện tổn khí. Mà cái ghi chuyện tổn khí thì sao, cái gì xảy ra, đau đầu, ngủ không được, ngực nó nhói, sau lưng giống như cái cây gì nó đâm vô, và nó cái người mình coi nó mềm như trái chuối, coi như là nó rã rời không còn một cái sức sống gì hết, tổn khí đó. Chúng tôi thấy cái cây xương rồng là nó mạnh dữ lắm, ngàn cái sức sống nó mạnh lắm, mà đem để trong phòng như vậy đó khoảng 4 5 ngày là bắt đầu nó vàng lá. Bữa cô Long có làm đó, với thầy Nhuận Long mang, với thầy Long thầy Nhật Long mang vô trong đó, bữa nay phải bưng nó ra, nó không đủ không khí, nó còn nó nằm ở bên ngoài ngay cái cửa của một cái chú đó bên tám phòng. Đến bữa nay hôm bữa giờ nó sanh ôm luôn, không có héo một cái vàng một cái lá nữa hết. Vậy mà vô trong phòng mới 4 5 ngày nó héo mấy chục cái lá, nó rụng, không đủ không khí cho nó, cái sự quang hợp nắng nó không có, không khí nó không đủ. Con người mình cái sức sống mạnh hanh cây cho nên nó chịu, chứ thực sự nó vẫn thiếu trong đó. Cái cây lan á, cây lan mà hôm trước Tết mình mua để trong cái động đá 3 tháng vẫn còn bông, mà nhiều bông á, để trong phòng thờ đúng 1 tháng rụng sạch hết bông, kinh khủng không? Chứ cái không khí nó chịu, trong cái đá nó tiết ra một cái năng lượng không khí để nó làm cho cái sức sống của cái cây đó. Mà con người hồi xưa ở trong động đá cho nên là ra họ khỏe, họ sống thọ. Cái khí lực của đá là dương khí mà, nó làm cho cơ thể người đó khỏe đó. Còn mình xây nhà mà đổ tấm đồ làm cho ngon lành thì thiệt ra không đủ không khí trong đó. Đó, như vậy là cái việc tổn khí là Tổ sư Ấn Quang hay nhắc cái chuyện tổn khí, cho nên là phải tùy theo cái khả năng, không phải niệm thầm niệm hoài, niệm trong tâm mà niệm hoài không có ra tiếng thì cũng không có thể nào đắc lực được đâu đó. Cho nên cái cách này là nhiều người bị vướng phải, niệm ra tiếng niệm hoài, niệm trong tâm cứ niệm hoài, hoặc là thầm cứ giữ một cách đó, thì lâu ngày nó sanh chán và mất cái cách đó rồi là thôi bỏ luôn, không còn cách khác, thất bại ngay. À, lại chỉ được niệm 10 niệm, chẳng được niệm 20, 30, niệm nhiều cũng tổn khí, do tán tâm niệm Phật khó được vãng sanh, nên pháp này có thể làm cho tâm quy một chỗ, nhất tâm niệm Phật quyết định vãng sanh. Số câu niệm tuy ít nhưng công đức khá sâu, kẻ cực nhàn hay cực bận đều có pháp riêng, còn kẻ nửa nhàn nửa bận hãy tự châm trước thời gian để định pháp tắc tu trì. Cái này là cái việc mà nếu mà người không bận luôn thì có thể dùng câu Phật hiệu này trong mọi thời mọi lúc. Nhưng mà chỗ này chúng tôi nhắc lại quý vị, cái chỗ này quan trọng.
không giữ được hơi thở có sức định thì không bao giờ đi câu Phật hiệu, đi sâu vào được. Ngài nói sở dĩ Ngài thành tựu được cái pháp niệm Phật của Ngài là ký số 334, 3 hơi, 3 đoạn, 1 đến 3, 4 đến 6, 7 đến 10, 3 hơi. Ngài dùng cái cách này thành công. Hôm qua thầy giác nói trời, hơi thở cực kỳ quan trọng, là bởi vì những cái ngày hôm trước, ngày chủ nhật trước chứ đâu đâu, bữa nay thứ sáu này chủ nhật nè, không biết sao tự nhiên ông cho cá ăn cái con kiến hay con gì nó cắn mà cũng đâu có nặng gì lắm đâu, cái ông lết từ ở ngoài đó, ông lết vô ông ngồi ngay cửa phòng thầy Long, ông kêu chắc chết, sao chết nhanh dữ người ta, sao nó lẹ dữ, mà mới đang chuẩn bị học văn sao mà chết chết lẹ dữ, Quan Âm cứu con đi. Ông niệm Quan Âm chói sống mới chết, mặt mày môi đồ nó tím, ông phào phè, ông hít, ông làm giống như là coi như là không được thở vậy. Ông hít xong cái ông trèo lên giường của thầy Long, ở nằm dắt nhang đi vòng vòng đi vô, cái thầy Long nói, thầy Long thì sao mà ông tỉnh bơ ở kia chứ, thầy giác nãy giờ ông bị sao mà ông thở không nổi, tưởng ông chết rồi, mà ông nói giống như không chuyện gì xảy ra nha, bình thường lắm. Thì giờ chết chết vậy biết sao giờ, giờ cuối cùng cái sau rồi ông thấy giác nằm chậm hỏi sao giác, ôi, mệt quá tôi không chết rồi mà ông chết rồi nó lẹ dữ vậy, nó xuống ao 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 ao, cái sức của ông mạnh dữ lắm chứ, mà nó qua rồi cái chút nữa ông đi nghe pháp lại là biết cái sức ông mạnh cỡ nào. Hiện nay là điều là nghiệp báo, hồi xưa ông lặn mò cua biển ông bắt biết bao nhiêu cá mà kể không, mà ông nói là bữa đó sống là nhờ mấy hơi thở đó, nhờ niệm Quan Âm Bồ Tát nó qua cái chuông chứ không thôi là nó ngộp cái nó mất hơi thở cái nó tuột cái đi luôn. Bữa đó làm đám rồi, giờ ổng là làm đám gần tuần rồi, nó nhanh cực kỳ, cái hơi thở nó xuống đến nỗi là ổng môi tím liệm hết trơn, mặt mày coi như là ổng coi như là quản hồng kinh, mà coi như thở không nổi nữa mà nó khó chịu, rồi ổng kêu cái mạch bắt đầu nó đứng à, mạch nó bơm máu lên trên não rồi tim rồi nó chuẩn bị đứng hết rồi. Cho nên hôm qua nó hơi thở quan trọng, là bữa ông hít vài cái ông vượt qua được cái hơi thở quan trọng. Cho nên mà hít đều mỗi ngày đều như vậy thì thôi nó khỏe cỡ nào. Dùng cái hơi thở đi vào câu Phật hiệu trong tâm, hít một hơi thiệt sâu niệm bốn chữ A Di Đà Phật trong tâm niệm ra, đừng có hít vô A Di, thở ra Đà Phật. Chưa quen hơi thở, chưa vững hơi thở chưa sâu cũng mệt luôn. Dùng hơi thở, cho nên thành ra hôm nay trên tỉnh thất mấy thầy đang lắng nghe. Hôm bữa chúng tôi thông báo và phổ biến đầu tiên ở đây thì chú Bá à, chú Nhật Huệ, đó là chú hỏi có đổi không mà chúng tôi chưa định hướng được. Tuần sau bắt đầu cho tụng Đại Bi hết một thời lúc buổi chiều 2 giờ. Những cái lá thư Ngài nói rải rác trong đó mà người ta lấy trích ra thành một cái cuốn sách này cả một kỳ công. Quý giá vô cùng. Ông Tổ hay nói là cái bộ sách này nó quý giá hơn một rương vàng, bởi vì rương vàng đó không giúp cho người đó thành thánh thành hiền, mà nhiều lúc họ còn là cái tâm phàm. Họ đắm vào trong tài đó rồi họ chết vì tài, để của cải lại cho con cái nhiều quá, nó ăn chơi, nó xài, nó phá, nó chết vì cái chuyện tiền bạc này giết nó chết. Còn cái bộ sách này nếu mà nó chịu, nó thực hành theo, nó thành thánh thành hiền rồi bao nhiêu rương vàng nó cũng không bằng với cái tâm mà tích lũy âm đức thánh hiền đó đâu. Vừa rồi có một cái cô đó, cô lên nhìn mặt mày của nó sưng, nó đỏ chỗ này, nó tím chỗ này, mình tưởng không vô cái gì, cô hỏi mặt con sao vậy, kêu ông chồng ông quýnh con tơi tả thầy. Trời ơi, thấy đứa con cũng vậy luôn, đứng nhìn trời ơi, nó thảm quá trời thảm luôn. Ông chồng con á thầy, lúc trước ông uống rượu về ông mới quýnh con, bây giờ đây ông không uống rượu ông cũng quánh luôn. Giờ con phải làm sao? Chứ thầy cũng chịu chứ biết làm sao giờ. Vậy thì bây giờ chịu không nổi nữa thì thôi giờ con về mẹ, nhà mẹ con ở một thời gian đi. Kêu thầy biết không, con đi con nhớ ổng, nó ghê gớm lắm thầy. Đáng đợi. Nó cũng là cái đúng rồi, tu là cõi phúc, tình là dây oan, oan trái nó cột kinh hồn. Trời ơi, ông đánh con, ông chửi con ghét kinh hồn luôn, mà con đi mới có một hai ngày con nhớ ông, con chịu không nổi thầy. Kêu thôi bây giờ cái nghiệp duyên cô còn như vậy thôi, về niệm danh hiệu Quan Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát, ông quýnh cái quan Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát, ông quýnh cái Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát. Cứ vậy mà niệm cho thầy, chịu nổi không? Bây giờ thầy biết làm sao, cô đi thì cô nhớ ổng, cô chịu không nổi, cô ở chỗ đó ông quýnh cũng chịu không nổi, là do cái gốc từ nơi cái tâm cô
nó bất an, cho nên đi cũng bất an mà ở cũng bất an, đúng không? Đúng không? Bất an đi là nhớ, mà bất an ở chung với ông quýnh thì bực bội tức tối. Như vậy bây giờ muốn muốn chuyển hóa cái tâm bất an đó thì chỉ có một cái điều là niệm danh hiệu Quan Âm Bồ Tát, tối lấy nước rửa chân cho ổng. Cái trời, ông đó mà rửa chân cái gì? Bây giờ có hai cách, một là niệm danh hiệu Quan Âm để nó dằn cái lòng bất an bực tức đó xuống, hai là hoan hỷ để mà trả cái nợ lúc trước cô cũng đánh ổng tơi tả te tua tàn tạ lắm á, bây giờ ông mới xử lại á, trả quả đó. Trước tích lũy cái nhân hành hạ ổng, bây giờ phải trả lại cái quả đó. Kêu sao cái lúc trước con mới cưới ổng, ổng dễ thương dữ vậy thầy? Ừ, ai cũng vậy hết trơn à. Phải không? Mới cưới về, trời ơi sao mà nó dễ thương quá, ai cũng gì trăm năm hạnh phúc hoan hỷ vô cùng. Thời gian chỉ có một cái việc Ấn Tổ nó là tâm khinh nhờn, chồng khinh ngờ nhờn vợ, vợ khinh nhờn chồng, hai người nghi kỵ nghĩ điều xấu sẽ sanh ra chuyện. Chỉ cho nhiêu đây nè, nó nằm ở chỗ này nè, cái gốc nó nằm ở chỗ này. Nếu mà về ở chung với nhau á, trăm năm như một ngày, ngày đó là ngày đầu tiên đám cưới á, biết không? Trăm năm như một ngày, cung kính phụng thờ, lo lắng hết lòng, coi như là khách quý, thì có chuyện gì xảy ra không? Dẫu cho họ không làm được như vậy mà mình làm được như vậy, mình có hữu ích. Mình không bắt họ làm như vậy mà mình làm như vậy. Làm như vậy là làm sao? Cung kính họ như Phật, chấp nhận hoan hỷ bây giờ trả. Cái những Phật tử đang ngồi trong này bây giờ ưu tư, thầy giảng hồi nãy giờ, bây giờ con phải về con làm sao? Làm sao? Con phải làm sao cho gia đình con đây? Làm sao? Từ nơi mình mà làm, chân thật cung kính, niệm danh hiệu Phật cho ngoan. Ông Quýnh không có chết đâu mà lo. Quýnh đó là ông trả, mình Quýnh đánh đó là để mình trả nghiệp cho chồng nào mà ghét vợ đánh cho chết đâu. Mà dẫu cho đánh chết đi nữa là đời trước mình cũng đánh ông chết, bây giờ ông Quýnh mình chết lại là què giấu mày. Được không? Người phụ nữ trong gia đình khéo mà giữ cho tốt cả gia đình được yên ổn, sự thật là vậy. Có nhiều người mà nói trời ơi thầy biết không, con nhịn ổng, con nhịn quá cỡ, con càng nhịn con càng ổng ổng càng làm tới, con chịu hết nổi rồi thầy. Chịu hết nổi đó là mình không chịu đựng với cái tấm lòng tham sân si bực tức của mình chuyển không được. Chứ còn ở bên ngoài đó, khi đến một cái lúc nào đó rồi đó, tự nhiên họ chuyển. Cái cô Hợp là ở dưới Bình Phước, trời ông chồng ông chửi tục chửi tiểu chửi dòng chửi họ, nói không ra gì hết trơn. Có nghe lời chúng tôi rồi, mỗi mỗi lần mà đi Vĩnh Nghiêm hoặc đi lên đây là phải nói là đi lên thăm đứa con, không dám nói lên chùa, mà lên chùa là ông chửi dữ lắm, không có cho. Thế mà đến bây giờ cô nhịn, cô không có nói lại, cô hoan hỉ, cô lấy nước rửa chân, cô mua thuốc bổ cho uống, cô nấu cơm cho ăn, cô lo lắng bữa nay không chửi nữa. Đều không cho đi chùa, không cho tu thôi. Không cho tu tức là không cho đi đạo tràng thôi, chứ bây giờ cho thờ Phật rồi, chứ lúc trước cũng không cho thờ Phật nữa. Bây giờ chuyển rồi đó, bắt đầu chuyển lần lần, nó đỡ quá chừng. Bữa đó không biết ông chồng con sao, ông bực tức ông cầm con mèo cũng quăng vô trong cái vách một cái. Nó quạt 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 trong người cái nó chết. Khi nó chết rồi cái bắt đầu gì, ông tới bắt đầu ông chuẩn bị, ông ôm ông liệng nó một cái nữa ra bên ngoài sân luôn, tự nhiên nó vùng dậy nó chết rồi đó. Nó nằm im ngay đơ rồi mà ông tới nó vùng dậy nó cắn cho ông một cái ngay cái chân á. Trời ổng cà thọt luôn. Mà không biết sao con mèo nó quăng cái nín thở rồi mà sao nó vùng dậy nó cắn ông được hai thiệt. Ông sốt mấy ngày luôn. Công nhận cái con thú đó khi mình chuẩn bị chết rồi nó biết cái kẻ thù nó cắn. Ông kêu sao mà con thấy tội nghiệp ông quá chừng luôn. Cái lúc trước là con có như là con ghét ông, mới nói là tôi nói thiệt mà nói trong bụng với ông, nói ra miệng mà nói ra miệng sao ông quýnh cái phù mỏ đi. Nói con nói tôi nói thiệt với ông, đời sau tôi với ông đừng có gặp nhau nữa nghe chưa. Một đời này thôi nó ngao, tôi đi về cực lạc cái với Phật cho tôi không có thể gặp ông nữa. Nói trong bụng vậy. Nhưng bây giờ sao? Thương, thương tức là tội nghiệp ổng quá cỡ luôn.
người ôm tâm ôm teo mà ăn quá trời thịt, ngày nào cũng hai ba dĩa thịt vậy mà ôm tâm ôm teo, có ăn chay mà ngày ngày nào cũng có ăn chay trường, bây giờ cũng mập trắng nõn. Cơ anh thấy không, em ăn chay em mập trắng nõn đi, kêu bà cái cốt bà là cốt Phật, còn cốt tôi là cốt khác, tôi phải ăn thịt tôi mới chịu nổi. Đúng là già họng thiệt đó nha. Thấy người biểu pháp trước mặt mình, vợ mình vậy mà cũng không tin nổi. Phật nói là kẻ đáng thương, gọi là nhất xiển đề, không có tin tội phước. Hôm nay mà quý vị vô ngồi trong này mà quý vị nghe được cái điều này, hoan hỷ tín thọ phụng hành về áp dụng từ từ, căn lành quý vị sâu dày lắm. Hôm nay gọi là vào đây hưởng thụ Phật pháp phải không ạ? Quý vị mà đi ra bên nước ngoài như bên Mỹ mà quý vị vô quý vị gặp mấy bác sĩ mà về tâm lý để cho nó ngồi nói chuyện để giải tỏa những cái gì khúc mắc buồn phiền quý vị là tốn tiền dữ lắm à. Hôm nay vô trong này phi không tốn tiền gì hết trơn, ngồi mát mẻ ha, hưởng thụ ha, hưởng thụ Phật pháp là hưởng thụ tối cao của đời người. Nãy giờ mình nghe mà tinh thần mình nó dễ chịu vô cùng, nó thoải mái, thấy cái gì cũng đúng mà điều nó làm không được thôi à. Không, ông thầy ông nói ăn chay nó đúng ghê á nha, càng ăn cái phước ăn nó có, cho nên thành ra mình nói cái gì người ta cũng nghe, gọi là tích lũy âm đức. Rồi mình ăn cái gì nó cũng ngon, thọ mạng mình kéo dài. Mình ăn mặn đi, mình thấy thời gian theo cái gì nó cũng chán, rồi phước ăn nó hết rồi á, mình tạo nghiệp cái lúc mình chết mình đau đớn, nó hành hạ, nó trả quả báo. Nghe thì có lý thiệt mà giờ làm không được. Cái đó là cái gì á? Gọi là nghiệp chướng. Nghiệp chướng xong nó kéo theo gọi là báo chướng. Báo chướng rồi nó đến nó phiền não chướng, nó bao vây, nó vây bủa mình chịu không nổi cho nó. Bây giờ vô đây nhờ có đại chúng ngồi trang nghiêm mặc áo tràng trước Phật, từ từ cái bắt đầu nó hóa giải lần lần cái nghiệp của mình, cái bắt đầu nó chấp nhận ăn chay không một điều kiện gì luôn, hoan hỷ ăn chay. Mà khi cái miếng ăn mình rồi mình thấy nó rất là bình thường, không phải bữa đó phải có nước mắm, phải có thịt, phải có cái gì mình mới ăn được hết, có cái gì ăn cũng được mà cái gì cũng ngon hết, là biết cái lòng tham mình nó giảm thiểu tương đối là khá nhiều rồi đó. Quý vị biết ở trên Tây Phương Cực Lạc họ ăn sao? Ăn bằng pháp hỷ thực, hàng ngày nghe Đức Phật thuyết pháp, no, gọi là pháp hỷ thực. Còn mình ở đây gọi là đoàn thực, đoàn là nhai, phải nhai thịt chúng sanh á mới chịu. Chứ nhai rau, nhai cỏ, nhai gạo, nhai lúa, nhai thức ăn không chịu. Gọi là sống ở đây một ngày tạo nghiệp một ngày, tạo qua ăn, mặc, ở và bình. Còn ở bên đó họ không có tạo nghiệp, tưởng ăn cái có rồi, ăn rồi cái liền biến mất. Mà ăn pháp hỷ thực, nghe Đức Phật A Di Đà thuyết pháp là chính, ăn cái pháp hỷ thực. Cho nên trên con người ở trên đó, thân tâm họ không có đau bệnh, an vui vô cùng. Thân họ là tử ma chân kim, tâm họ thanh tịnh bất động, cho nên thân họ nó không có hư. Sống thời gian vô lượng tuổi cho đến khi thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, dùng nguyện lực đi những cái cảnh giới khác độ sanh thôi chứ không có chết. Mình ở đây là mình chết sớm trước tuổi nhiều lắm, không có ai chỉ cho mình ăn chay niệm Phật phóng sanh á, cho nên chết trước tuổi thọ không à. Thay vì 50 tuổi chết mới có ba mấy 40 tuổi chết rồi. Giờ lắng nghe chỗ này quan trọng nha. Lắng nghe chỗ này quan trọng. Con người tạo nghiệp ác giống như con bò kéo theo chiếc xe. Tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, tâm tạo tác tất cả. Nếu nói, nghĩ và làm với điều ác giống như con bò kéo theo chiếc xe. Con bò đó là cái tâm của mình, chiếc xe đó là điều ác, dính liền với nhau. Nếu người này khởi niệm nói làm suy nghĩ điều thiện giống như bóng với hình, buổi 9-10 giờ mình đứng vậy nè, cái bóng á, mặt trời nó chiếu vậy nè, cái bóng nó đi ra bên trước mình đi tới cái bóng cũng đi tới, mình chạy cái bóng nó cũng chạy theo, gọi là bóng với hình là một. Nhưng mà cái bóng này nó không phải là hình, cái xe không phải là con bò, cái nghiệp không phải là chân tâm, cái nghiệp này nó là giả, nó không thiệt. Nhưng nếu con người không chuyển được nó
thì nó với con bò là phải gì? Trói buộc nhau. Cái nghiệp này không phải là chân tâm, nó là cái bóng, là cái sóng của nước. Nhưng nếu mình không chuyển được nó thì nó sẽ gây trở ngại mình rất lớn. Giống như cái bóng với cái hình, giống như con bò với chiếc xe, giống như sóng với nước. Nó là hai, nhưng mà nó cũng là một đó. Nó là một đối với những người không biết chuyển hóa nó, vẫn khổ đau như thường. Còn cái người mà họ biết chuyển hóa nó, họ niệm câu Phật hiệu thì phiền não tức là bồ đề luôn á. Chính do phiền não đó họ tu tập, họ niệm Phật được cái rồi, nó chuyển hóa cái phiền não đó. Dầu cho bên ngoài có chửi rủa đánh đập, có nghèo khổ, mà tâm họ không có bị bất an, tâm họ vẫn an nhiên, an vui, vẫn an lạc. Cho nên thành ra gì? Phiền não bên ngoài không có làm gì họ khổ. Nhưng ngài Mục Kiền Liên bị ngộ đạo đánh giả xé ra từng mảnh, nhưng mà tâm ngài vẫn an nhiên bất động, an vui vô cùng. Còn mình, người ta mới có chửi, người ta nói mình một cái thôi, mình khổ đau mấy ngày mình ngủ không được, là do cái tâm mình nó chấp vô đó. Tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, tâm tạo tác tất cả. Nếu nói, suy nghĩ, làm với điều ác, như thế nào gọi là điều ác? Thân sắc sanh, trộm cắp tà dâm, miệng nói láo, nói hai lưỡi, nói thiêu dệt, nói ác khẩu, nói lời ác, ý tham sân si, đó là 10 điều ác. Nếu làm gọi là 10 điều ác. 10 điều ác này như bóng với hình, như con bò kéo theo chiếc xe, không thoát khỏi nó được. Xuống địa ngục bất cứ đi đâu, trăm ngàn đời kiếp cũng phải trả. Chỉ có cái điều duy nhất là về tới Tây Phương Cực Lạc, có đó mà không trả. Có quả ác, có nhân ác, nhưng mà nó không có trả quả ác. Bởi vì trên đó nó không có cái điều kiện để cho cái nhân ác này, cái duyên ác nó có để nó phát triển cái quả ác. Ở trên đó nó không có khởi lòng tham. Bởi vì sao vậy? Phật A Di Đà ngày phát cái nguyện lên là đất của ngài là vàng ròng 24 carat mà. Biết chúng sanh ở đây khoái vàng, cho nên thành ra ngài kêu lên đây đi, vàng cho nó nhiều lắm. Hồi sáng chúng con ngồi nói chuyện với chú Linh, mới có 2 giờ gọi điện, chú đang ở khu chuyên tu ở trên tỉnh thất, ông kêu coi ở trên tỉnh thất. Ông kêu thôi ngủ đi rồi sáng xuống, ông kêu biết sư phụ cần sắp xếp bằng Phật, thôi con chạy xuống. Rồi con chạy xuống ngồi. Ngồi trong đêm khuya ông đang bắt đèn bắt đồ xong, chúng tôi mới nói mình là phàm phu, mình muốn có cái động là từ trong tâm tưởng mình cái bắt đầu nó hình thành ra. Muốn có bàn Phật, cái bàn Phật thì tất cả đều do tâm tạo, gọi là nhất thiết di tâm tạo, tam giới di tâm, vạn pháp di thức. Nhưng mà chúng sanh có cái tâm thức tạo ra cái nghiệp nhơ nhiễm tưởng, nghiệp ác, cho nên thành ra phải đọa lạc khổ đau. Còn Đức Phật A Di Đà ở bên Tây Phương Cực Lạc, cái công đức của ngài thù thắng bất khả tư nghì, cho nên ngài tưởng ra một cái là gì? Muốn đất vàng ròng, nhà bảy báu, ao thất bảo, có hết, đúng không? Có hết rồi. Tâm tưởng con người gọi là tâm tưởng sự thành, tưởng cái gì nó sẽ thành cái đó. Mà sở dĩ mình tưởng cái phước nó không thành là do trong mạng mình không có. Muốn có cái nhà mà nó không có thành, nó không có, là do trong mạng mình không có tài. Nhưng mà tưởng điều ác nó thành nhanh dữ lắm. Bây giờ trong cõi ác mà, ở trong cõi ác cho nên tưởng điều ác nó nhanh dữ lắm. Cho nên bây giờ mà mình tạo một cái cảnh giới gì đi nữa cũng không bằng cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cái công đức của Đức Phật A Di Đà quá viên mãn. Cho bây giờ mình về bên đó để mình hưởng cái cảnh giới bên đó, để mình tu tập để cho nó thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Có nhiều vị thầy nói tôi quyết định là tôi không vãng sanh rồi đó. Quý Phật tử hỏi làm sao vậy? Tôi kêu mình gì? Mình tu hành mà mình ham sướng, chán khổ. Phật tử nói trời ơi, con khổ vô lượng đời kiếp, đến bây giờ con chán cái thân nữ, con sợ đọa lạc, con sụi chui vô bụng mẹ 9 tháng 10 ngày con sợ quá rồi, con về trên đó thầy sướng được ngày nào sướng chứ, thôi thầy ở đó thầy ở đi, con không ở đâu thầy. Ông thầy ông làm phàm phu mà đòi làm Bồ Tát nha, kêu tôi ở đây để tôi độ sanh. Độ được bao nhiêu chúng sanh đâu, láng sáng chúng sanh nó độ lại mình cái chết. Phật nói chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề này can cường khó độ, thấy điều ác quả báo ác đến với người đó
sợ trong giây lát rồi quên mất ngay. Đúng không? Đúng không? Thấy điều thiện, người đó làm việc thiện, có quả thiện, nhìn thích làm, vài bữa chán ngay. Chán thối chuyện. Đúng không? Không giữ được, không giữ được cái lập trường tránh ác hành thiện, phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Không giữ nổi cái lập trường này, vì trong cái cõi này là cõi thối chuyển mà. Không phải đơn giản đâu. Còn về cõi Tây Phương Cực Lạc thì lúc nào cũng gặp những người thượng thiện nhân, và tâm lúc nào cũng khởi niệm lên để mà gì? Tiến đến thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khởi niệm muốn cúng dường cái là có phước báu sẵn, khởi niệm là muốn cúng dường trái cây bất cứ bảy báu cái gì đó là có sẵn hiện ra, cái là gì? Dùng thần túc thông đi để cúng dường Phật liền. Đầy đủ điều kiện như vậy luôn. Thì như vậy nó mới mau thành vô thượng chánh đẳng chánh giác được. Nhưng mà báo trước là muốn về thì chấp nhận phải hy sinh, xả ly, chịu khổ chịu cực trong một đời ngắn ngủi này. Thực ra mà kêu chịu khó, chịu khổ để niệm Phật không phải là khổ đâu. Cái khổ mà để mà thành một con người chui vô bụng mẹ chánh nắng 10 ngày, cái khổ này mới kinh hồn. Cái khổ này nó mới khiếp vía, nằm ngột ngạt ở trong đó nó kinh khủng. Mình ra khỏi rồi mình không có còn nhớ lại, mình quên đi chứ nó kinh hồn lắm. Nó nằm như đó mong manh như chữ mành treo chuông. Cha mẹ mình đi cái sảy cái chân cái là gì? Rồi rớt cái thai ra, chết. Nó coi như là thân mạng của mình á, trao cho cha mẹ. Cha mẹ mà không có phước báu mà không giữ mình được là mình chết ngang rồi, chứ không có sống cái ngày hôm nay đâu. Mà sao mình sống được ngày hôm nay mà nó hên dữ người ta? Đó là do cái đời trước mình có tích lũy thọ mạng, nó cầm cự đến bây giờ. Cầm cự đến bây giờ nó là may mắn dữ lắm mà nghe. Mình so với những người mà họ nằm trong bào thai, họ ra họ chết 15-20 tuổi là mình quá phước báu, quá may mắn luôn. Hôm qua có cái cô đó, chúng tôi nói sao chuẩn bị lo sắp xếp để mà lên trên này tu tập. Nó kêu từ từ con già rồi mới tu. Thầy hỏi bao nhiêu? Nay mới 59 à. 59 chưa già đâu, 90 mới già. Mạc đại lão lai phương niệm Phật, cô phần đô thị thiếu niên xuân. Đừng để tuổi già mới niệm Phật, mồ hoang lắm kẻ tuổi xuân xanh. Bữa nay chết trẻ quá cỡ. Chết vì tự giận, chết vì xe đụng, đủ kiểu chết hết trơn. Mà chúng sanh nhìn những người khác chết rồi vẫn không gì, không nghĩ đến mình. Hôm nay trong cái động đá chúng tôi làm cái chữ tử thiệt to, khắc ở trên cái viên đá. Vô là nhìn thấy chữ tử đó là ớn càng rồi đó, là biết mình chuẩn bị chết rồi đó. Ông Tổ ngày nói, một chữ tử này nếu mà nhìn cho thấu, chiêm nghiệm cho tột cùng, thấy rằng mình sẽ chết, và khi mình chết mình đi về đâu đây? Lo cái sự đại sự chết này xong chưa? Nếu thực sự những người mà muốn liễu sanh thoát tử mà nghĩ đến chữ Tết chết này đó, người ta sẽ niệm Phật đắc lực. Còn nếu không nghĩ đến cái chữ chết này và nghĩ mình không biết bao nhiêu ngày nữa chết, còn dài thời gian lắm mới chết, người này không thể thành tựu được sự nghiệp liễu sanh thoát tử đâu. Nhưng mà họ không nghĩ đến chết rồi á, thọ mạng họ hết họ cũng phải chết à. Mà khi họ mạng họ chết, họ chưa có chuẩn bị cho cái ra đi với cái chết đó, gàng chưa có tư lương hành trang. Thôi quyến tay quyến chừng quấn quýt, cuồng loạn lên, kêu trời không thấu, lúc đó thôi khổ đau đến tột cùng. Mà cái người họ chuẩn bị đến cái chết rồi thì sao? Nương nơi Phật lực niệm câu Phật hiệu, an vui vô cùng, khi ra đi nhẹ nhàng hoan hỷ, Phật rước về Tây Phương Cực Lạc. Người mà chịu niệm Phật, nghĩ đến cái chết lâu ngày chày tháng, thì người này sẽ đạt được, thành tựu được cái đạo nghiệp. Chỉ có cái chuyện này. Nhưng mà có nhiều người họ kêu tôi đang sống sờ sờ có sự nhiệt đang làm ăn này, mà thầy cứ kêu tôi nghĩ đến cái chết không à, làm cho tôi phải gì ảm đạm đau buồn, làm cho tôi không còn sức sống. Không phải đâu. Cái chết của ông Tổ không phải là như vậy.
Cái chết của Ấn Tổ đó là gì? Xem như mình đã chết. Vẫn sống mà xem như mình đã chết. Người ta chửi rủa, người ta hơn thua với mình, người ta tranh giành với mình, người ta đấu đá với mình, người ta lương lẹo với mình, mình chết sạch hết vọng tưởng, không đối lại, không đối đầu lại. Đó chết vậy đó. Nằm im ru đó, lừ đừ niệm câu Phật hiệu. Thấy họ lừ đừ niệm câu Phật hiệu như vậy, không thấy họ làm cái gì lớn lao không? Vậy mà họ làm Phật à? Đúng không? Làm Phật. Còn mình tưởng chừng như giỏi quá chừng luôn, mình làm được chuyện này chuyện nọ quá trời giỏi luôn. Cuối cùng gì? Hao tài tổn đức, hưởng si phước, thọ mạng hết một cái rồi chết, không biết đi đâu, đọa lạc. Còn cái người mà họ gì? Buôn vạn duyên, tưởng chừng như họ không thành đạt gì, thế mà họ thành Phật. Mà quý vị coi lại cuộc sống này, thành đạt cái gì bằng thành Phật không? Không. Làm ông gì gì đi nữa, tỷ phú gì gì tỷ phú đi nữa, Hòa Thượng Tịnh Không nói 6 người tỷ phú đi theo hộ pháp cho tôi, tôi nói với mấy người đó đừng mang tiền đến đưa tôi nữa, đưa tôi làm tôi mệt quá rồi. Về Tây Phương Cực Lạc á, để gặp ông tỷ phú. Tỷ phú là Phật Di Đà bên đó còn hơn tỷ phú bên này nữa. Nhà ông gì đi nữa cũng không bằng ở bên Tây Phương đâu. Bên đó là bảy báu. Ông giàu gì đi nữa cũng bên đó không có vàng lót đường cho ông đi đâu. Cũng nhường cho Hòa Thượng mà Hòa Thượng nói vậy. Chứ không phải là ngày o bế, ngày cần, rồi ngày nâng niu, rồi ngày chiều chủ đâu. Nói như vậy để cho họ biết rằng còn một cái cảnh giới nó thù thắng hơn cái tỷ phú của ông nữa. Sự thực là vậy chứ không phải ngài nói đùa đâu. Cho những người mà giàu có thiệt là giàu có, mà vô gặp chúng tôi chảnh là chúng tôi không mời ly nước rồi. Chắc chắn là không mời ly nước rồi đó. Không đáng. Còn mấy bà già mà vô nhìn thấy chống gậy, đội nón cời rách rách, cầm mấy giỏ đi mà A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Đó, tiếp Phật á. Mà này, mà để mà lòng Phật không chừng. Người giàu mà biết tu hiếm lắm. Họ lo say mê vật lộn với vật chất, hàng ngày suy nghĩ không một phút nào rời tiền bạc sự nghiệp, thì làm gì có thời gian để mà niệm câu Phật hiệu, làm gì có thời gian mà nghĩ đến Phật, mà nghĩ đến cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Không có. Kể những người mà nghèo nghèo giống như giấc nhàn, giống như quý vị ha, có thời gian nghĩ đến Phật đúng không? Đủ ăn rồi, ta cho bao nhiêu rồi, dư cất đó để in kinh in sách, rồi làm chuyện này chuyện nọ, làm vì Phật pháp, rồi có nhiêu hưởng nhiêu. Cái bí quyết mà hôm nay chúng tôi trao truyền cho quý vị, gặp mặt Phật tử, đây cũng là kinh nghiệm để quý thầy quý chú không một khởi niệm lên kêu gọi xin xỏ, đặt điều kiện, dùng cách khéo léo để kêu gọi, có một chút xíu gì ý niệm này. Đối với chúng tôi là người ta tin tưởng với số lượng người khá đông, chúng tôi kêu gọi thì rất dễ dàng, khéo léo nói, không khởi niệm. Vậy mà lại có, xài không hết. Còn khởi niệm tham lên kêu gọi khéo léo, tính toán rồi làm cái này làm cái nọ, rồi mình vận động thời gian, người ta cũng biết được cái tâm tham mình có điều kiện với họ, mà không giúp cho họ được cái gì về cái sự tu tập, không đem lại cho họ một cái hạnh phúc gì cả, an vui để mà gia đình họ có thể an định được, cứ đòi hỏi hoài, họ phải gì buông tay họ chạy mất. Công cuộc sống cũng vậy, làm đầy tớ cho người chủ, làm công cho người chủ, hết lòng không đặt điều kiện, lâu ngày có niềm tin với chủ. Lỡ xớ lỡ cuộc sống mình có cái gì trở ngại, họ giúp cho mình hết mình luôn. Sự thật là như vậy. Đừng có điều kiện. Đối với chồng mình cũng vậy, hết lòng lo lắng không một điều kiện. Từ 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 bắt đầu có niềm tin với họ rồi, họ thương họ kính mình rồi, cái gì mình cũng có thể mình muốn được hết.
Bà cụ đó lớn tuổi rồi, không còn quyến luyến ân ái với người chồng nữa thì quyến luyến đứa cháu. Cái tâm không thể nào nó để không đâu. Cũng là một cách sự quyến luyến. Ông đó ông niệm Phật, ông bạch với Hòa Thượng Tịnh Không: sao mà con niệm Phật mà con cứ nhớ đứa cháu không vậy bạch Hòa Thượng? Hòa Thượng nói: bây giờ ông đổi cái đứa cháu thành Phật, thành Đức Phật A Di Đà đi. Ông phải nhìn ra làm sao đứa cháu đó là Phật A Di Đà, và đứa cháu đó có Phật tánh đó. Ông thấy nó là Phật A Di Đà, ông không có quyến luyến nữa. Ông nghe, ông thực hành, ông thành công. Hôm qua có cái chú cũng trẻ, ông chuẩn bị đi Nhật để làm công việc công tác rồi đi làm việc. Ông nói: coi mỗi lần con ngồi niệm Phật sao mà cái vọng tưởng con ngồi xuống con để công phu, cái vọng tưởng nó sâu dữ lắm. Nó nghĩ cái chuyện gì nó bắt con cứ nghĩ miên man, nghĩ hoài. Mà cái chuyện gì nhỏ con cũng suy nghĩ hoài, con rời nó không được, bây giờ phải làm sao? Cái bây giờ phải niệm Phật, thế cái suy nghĩ đó thành câu Phật hiệu. Ông nghe cái ổ. Thế cái suy nghĩ đó thành câu Phật hiệu. Thế cái suy nghĩ đó thành trở thành niệm Phật. Thay thế nó, thay thế vị trí nó từ 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 từ. Thế cái danh hiệu Bồ Tát Quan Âm vô trong cái suy nghĩ. Rồi mình phải hiểu sâu luôn là nhờ mình nghĩ Phật, mình nhớ Phật, mình niệm Bồ Tát, mình nhớ Bồ Tát đó là Bồ Tát sẽ giúp cho mình thành tựu. Còn hơn là tự mình suy nghĩ nó không giải quyết được đâu. Ở ngoài đời đôi khi mình có suy nghĩ mình làm được chút đỉnh là trong mạng mình nó có sẵn rồi, chứ nhiều lúc làm suy nghĩ cũng không được. Cho nên cái điều mà chúng tôi hay nhắc tới nhắc lui, Ấn Tổ ngài nói sao quý vị? Từ cái lúc mà nhập thai cho cái lúc chết đi, không có cái gì mà không nương người khác. Cái ghế ngồi cũng phải nhờ người ta khác xếp, cái áo này cũng phải nhờ người dệt vải, chút nữa ăn cơm cũng phải nhờ người nấu. Không có cái gì mà không nương người khác. Thế mà Phật lực, Bồ Tát lực không chịu nương, đúng là mất trí, điên cuồng, si dại đến thế. Ấn Tổ ngài nói vậy. Mà sở dĩ vì sao người ta không có nương vào Phật lực, vào Bồ Tát lực và nguyện lực của Phật? Vì không ai nói cho họ biết, và họ không có tin, và mắt phàm thì họ không thấy. Và thêm thế nữa là họ nương vào những cái lực khác rồi. Họ nương vào cha, vào mẹ, vào sự nghiệp, vào tiền bạc, vào ăn uống, vào cuộc sống, và sự nghiệp của họ, họ để toàn tâm vô đó. Cho nên không có cái thời gian nào họ tin Phật lực, cũng không có lúc nào cảm ứng đến Phật lực. Cho nên làm sao họ tin? Thì cái lúc chết thì kêu họ niệm Phật, họ chỉ niệm vậy thôi, chứ họ không có một chút xíu gì niềm tin đối với Phật lực. Bây giờ hàng ngày họ đâu có niềm tin, họ đâu có cảm được đâu mà lúc chết mà bắt họ niệm được. Dẫu cho niệm họ cũng chiều mình họ niệm vậy thôi, chứ họ không có một chút xíu gì niềm tin. Rồi cái Phật lực này không phải mình ngồi mình nói tôi tin Phật lực, tôi tin Phật lực, rồi mình khởi niệm mình bắt nó phải tin, không phải làm liền được. Mà niệm từng chút câu Phật hiệu, hàng ngày chịu khó lễ Phật, rồi từ từ nó nhen nhúng lần lần, rồi mình đụng chuyện cái là mình nhờ niệm Phật nó qua. Trong cuộc sống mình chiêm nghiệm, mình thấy đúng Phật thực, Phật lực rõ ràng, Phật lực có rõ ràng mà mắt phàm không thấy. Cho nên mới nói cái người niệm Phật là được bao nhiêu? Được 25 vị Bồ Tát ẩn mình ủng hộ. Dễ sợ. Tin là như vậy. Thân tưởng, khi nhìn thấy một người phụ nữ đó trẻ hơn mình là mình thấy đó là em ruột. Lớn hơn mình một cái mình thấy chị ruột rồi. Lớn hơn một chút nữa thấy cha là thấy mẹ là thấy cha. Nhìn là thân bằng quyến thuộc là thân tưởng. Thấy tất cả người đó là thân tưởng hết. Phải quán ra cho được là đó là thân tưởng. Mà đúng là thân tưởng, nhiều đời nhiều kiếp là cha mẹ, đời này mình mới gặp nhau như vậy. Rồi bất tịnh tưởng, nhìn họ lột cái lớp da ra một cái là thôi máu mủ, tỷ ốc rồi phân tiểu dơ giấy. Ấn Tổ chỉ nếu con người quán được thân tưởng, bất tịnh tưởng, oán tưởng, oan gia nhiều đời gặp nhau, thì con người này họ sẽ giảm được, và trong tâm họ giữ được câu Phật hiệu, nhất là họ trì được cái thần lực chú Đại Bi nữa thì nó nguội lạnh rất nhanh. Giờ nói đến Bồ Tát Quan Âm. Cái danh hiệu của Bồ Tát Quan Âm nó chứa đựng một cái pháp tu bất khả tư nghì. Lắng nghe ha. Nam mô là cung kính, là quy mạng, là quay về. Quán là quán xét, âm là âm thanh, thế là trần thế, Bồ Tát là giác hữu tình. Là một vị Bồ Tát đã giác ngộ được trong cái cõi hữu tình này rồi. Giác ngộ cái gì? Giác ngộ là ngũ uẩn giai không. Giác ngộ là vạn pháp giai không mà
nhân quả bất không. Giác ngộ được là thấu triệt được cái tánh nghe của Ngài rồi, Ngài giác ngộ được cái thể tánh thanh tịnh và ngộ được cái tánh nghe, gọi là nhĩ căn viên thông. Mà khi Ngài ngộ được cái tánh nhĩ căn viên thông là tánh nghe rồi đó, thì nó được cái lục căn hữu dụng. Nghe lục căn hữu dụng nè. Mắt Ngài có thể nghe, tai có thể thấy, và lục căn nó đều tương trợ, có thể thấy nghe nó tương trợ lẫn nhau được hết, nó hữu dụng rồi. Và mắt của Ngài là vô lượng công đức, cho nên Ngài có thiên nhãn, Ngài nhìn, Ngài khắp tất cả chúng sanh trong cõi trần thế này. Chúng sanh nào mà đau khổ mà niệm danh hiệu Ngài thì Ngài sẽ gì? Ứng hiện để độ người đó thoát khổ. Trong văn sao Ấn Tổ luôn luôn nhắc về cái chuyện niệm Phật, niệm Quan Âm để dự phòng, luôn luôn nhắc đến cái chuyện này luôn. Có cái ông đó, ông đau bệnh nặng quá rồi, ông đi bác sĩ cũng không có cứu ông được nữa. Ông về ông đọc trong văn sao Ấn Tổ xong cái ông phát tâm, ông niệm Phật, niệm Quan Âm Bồ Tát. Tối thấy có một cái ông lương y, ông già, tới hỏi ông bệnh sao, kêu ở trong ruột sao nó đau hoài. Ông kêu ông nằm xuống đây. Bắt đầu Ngài mới lấy dao, Ngài mổ cái bụng ra, Ngài lấy nước, Ngài rửa sạch sẽ xong hết, Ngài xếp lại để nguyên nguyên, Ngài may cái bụng lại xong rồi ông đã ngủ giấc sáng mai hết bệnh. Thì có Bồ Tát mới mổ ra được như vậy thôi, chứ phàm phu mổ ra coi chừng quên kéo. Ở Sài Gòn nghe nói quên kéo, quên dao trong đó, mổ ra cái nó chết à. Còn Bồ Tát Ngài có thần thông á, rồi tới Ngài mổ ra, Ngài lấy ba cái đồ dơ bệnh gì ra hết trơn à. Mà do ông đó ông niệm, cho nên trong cái danh hiệu niệm nó có cái công đức rồi, nó chuyển nghiệp được rồi, là tương ưng với Ngài, Ngài tới Ngài cứu. Mà kêu cái cảm ứng này trong Quan Âm, cảm ứng lục nói không biết bao nhiêu mà kể cái chuyện cảm ứng. Vì cái ông này ông niệm danh hiệu của Ngài, cho nên thành ra là Ngài mới nghe được. Còn giác ngàn ở khu chuyên tu ở trên này, thầy Nhân Minh nói giác ngàn, đố mà mình nghe nổi. Đúng không? Mình chưa đắc được nhĩ căn. Chỉ có gì? Bắt điện thoại lên alo thì mới nghe thôi. Mượn cái thần thông qua điện thoại đúng không ạ? Chứ mà ở trên này mà kêu làm sao mà nghe nổi, mình là phàm phu mà. Còn Ngài thì sao? Mình niệm danh hiệu, mà mình niệm làm sao mới gọi là nghe được nè? Mà nhất tâm xưng niệm mà. Nhất tâm xưng niệm là chỉ có tâm mình với danh hiệu Quan Âm, mình với Ngài là một, và tin tuyệt đối là có Ngài sẽ xuất hiện đến, nương nơi cái thần lực của Ngài thì chắc chắn là sẽ có Ngài xuất hiện. Nhưng mà có nhiều người quan điểm nè, Quan Âm là tánh nghe thôi, chứ không có Quan Âm bên ngoài, đừng có niệm chi mất công. Dẫu cho có là các vị hộ pháp hay là các vị thần đồ đến thôi, chứ còn Quan Âm Bồ Tát làm gì có. Quan Âm chỉ là tánh nghe thôi, còn Quan Âm ở bên ngoài không có. Mà trong khi đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói Bồ Tát Quan Âm ở trong kinh Pháp Hoa là Phẩm Phổ Môn. Phẩm Phổ Môn đúng không ạ? Hiện 32 ứng hóa thân không ạ? Phát 12 lời nguyện đúng không ạ? Và 500 ứng hóa thân trong kinh Ngũ Bách Danh đúng không ạ? Nhưng mà mình không tin là có Quan Âm sự tướng bên ngoài, mà chỉ kêu có lấy lý tánh là tánh nghe. Mình ngộ được tánh nghe tức là mình với Quan Âm, mình là Quan Âm rồi, chứ không có Quan Âm gì bên ngoài. Nói như vậy cái lý thì thông, nhưng mà sự không thông. Mà sự lý không thông thì chưa có giảng trạch hết được cái nghĩa lý trong giáo lý nhà Phật được. Có Bồ Tát Quan Âm là một vị phàm phu tu hành thành Phật, là cổ Phật, là chánh pháp Minh Như Lai, phát đại nguyện về bên Tây Phương Cực Lạc, đứng bên cạnh Đức Phật A Di Đà để tiếp dẫn chúng sanh vãng sanh. Cho nên Ấn Tổ nói có những người họ có duyên với Bồ Tát Quan Âm, một đời họ niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm. Cái này chúng tôi nghe rất kỹ. Thì lúc lâm chung á, một đời họ niệm Bồ Tát, danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, và họ phát nguyện vãng sanh, hồi hướng công đức về Tây Phương Cực Lạc, thì người này vẫn được vãng sanh. Bởi vì Bồ Tát Quan Âm ở bên Tây Phương Cực Lạc vẫn tiếp độ chúng sanh vãng sanh được như thường. Có những người quý vị nhớ hồi xưa mà họ đi vượt biên mà ra, đi qua bên Mỹ, đi qua các nước mà họ bị thuyền tắt máy rồi sóng thần ồ ập tới rồi thiếu nước rồi đi lạc đồ đó, họ niệm danh hiệu Quan Âm đều đi đến nơi đến chốn hết. Rất nhiều người họ kể. Thì có ông đó ông kể rằng là coi như là trên thuyền đó, coi như là mổ người ăn với nhau, coi như là người này thấy xỉu xỉu gần chết là lấy thịt ăn nhau,
mà khi mà ăn thịt người tóc nó rụng hết trơn à. Có cái ông đó, ông ở bên Washington, Seattle, ông kể lúc chúng tôi qua mở pháp hội á, thì khi mà ông đi vượt biên á, quý vị biết là ăn thịt người gần hết cái thuyền à, nhưng mà cũng không biết đường đi vô nữa, lá bàn nó bị đứng à, nó hư cái lá bàn, cứ đi lòng vòng tưởng là chết. Cuối cùng cái là ông mới phát tâm, ông niệm danh hiệu Quan Âm, có cái thuyền đi ngang qua ban đêm nó thấy đèn chớp chớp nó tới, cái nó kéo vô trong bờ, kéo vô cái là tới nơi. Mà khi mà ăn thịt nhau cái rồi tóc đồ nó rụng hết trơn. Khi mà ông qua bên Mỹ, quý vị biết ông làm cái gì không? Làm cái nghề mổ gà dùm cho người ta để lấy tiền. Hằng ngày ông mổ cả trăm con vậy đó. Thì cái thời lúc đó nó chưa có cái máy tối tân để họ làm gà. Mà cái người đó họ bán gà quay ở Việt Nam, họ bán nổi tiếng, họ qua bên đó họ thuê ông cứ mổ gà rồi quay lên cho người ta. Thì cái bữa chúng tôi mở pháp hội tại Washington, Seattle năm 2013-14 gì đó, mà ông đang ngồi ở trong pháp hội vậy đó, mình thì không thấy gà mà ông thấy gà nó cắn, ông cứ rụt rịch miết rồi. Ông kêu gà nó cắn thầy ơi, nó cắn, gà tới nó mổ mà mình đâu thấy đâu. Nhưng mà cái nghiệp báo ổng với gà nó tương ưng cho nên tới nó mổ ổng. Rồi chúng tôi phải hồi hướng xong rồi cái bắt đầu ổng thấy nó bớt từ từ. Và cái lực tu ở trong cái pháp hội đó, gà nó tới nó báo oán xong cái nó dạt ra từ từ. Và ổng về nhà là tiếp tục nó mổ ổng nữa. Ổng kêu là nhờ niệm Quan Âm mà nó lại đi đến nơi, qua tới bờ, tới bến. Cho nên Bồ Tát Quan Âm ngài có được cái, đắc được một cái là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mệnh thông, thầm túc thông, lậu thận thông, và đắc được nhĩ căn viên thông rồi. Cho nên chúng sanh nào mà tha thiết niệm danh hiệu của ngài, mà niệm như thế nào? Có nhiều người nghe rằng trong kinh nói là niệm danh hiệu Quan Âm, vào lửa lửa không cháy, vào nước nước không chìm. Nhưng mà khi mình niệm mà chưa có nhất tâm bất loạn á, nhảy vô lửa là thôi, nó thiêu mình như con heo quay liền á, chết liền à. Mà xuống nước là nó chìm, bởi vì mình chưa nhất tâm á, cho nên nó chưa thông với vạn pháp. Mình với nước là còn hai, chứ chưa có hòa nhập là một, cho nên thành ra nó có, nó sẽ nhận chìm. Nếu mà mình nhất tâm rồi á, thông với vạn pháp là nước với mình là một rồi đó. Tuy rằng hiện tượng giới mình nhìn là thấy là thân, nhưng mà nước với mình là một, cho nên thành ra có nhiều người người ta linh đinh giữa biển vậy mà gì, thuyền từ từ kéo vô bờ. Và mình với nước là một rồi thì nước không nhận chìm được nước. Mình với lửa là một rồi lửa nó không đốt được được con người mình nữa. Mình với hư không là một rồi mà đi trên hư không là bình thường. Cho cái người mà họ nhất tâm xưng niệm danh hiệu Quan Âm, thông được vạn pháp rồi, với vạn pháp với họ là một rồi á, không có chướng ngại. Còn mình với vạn pháp là hai, cho nên nó có chướng ngại. Lửa đâu có đốt được lửa đâu, nước nó không có nhận chìm được nước, nó hòa nhập là một rồi. Giờ nghe Ấn Tổ khai thị về Bồ Tát Quan Âm, chúng tôi đọc một tí cho quý vị nghe. Chút xíu nữa có một cái lá thư của Ấn Tổ gửi cho ngài Đế Nhàn ở trong văn sao Chánh Biên, thiệt là hay. Bây giờ chúng tôi nói trước cái lời khai thị của Ấn Tổ nói về Bồ Tát Quan Âm ha. Tổ sư Ấn Quang khai thị về lực dụng công đức niệm danh hiệu của Bồ Tát Quan Âm. Quán Thế Âm Bồ Tát phản văn văn tự tánh, say lại nghe tự tánh. Đại Thế Chí Bồ Tát nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối. Kinh Kim Cang không trụ vào đâu mà sanh tâm, chẳng trụ sắc thanh hương vị xuất pháp mà hành bố thí. Cho đến vạn hạnh, tâm kinh soi thấy ngũ ẩn đều không. Những pháp này đều là diệu pháp dạy người đối cảnh hiểu biết được tâm. Nếu cứ nhất quyết muốn học rộng hết cả thì chẳng phải là không lợi ích, nhưng vì nghiệp chướng chưa tiêu nên chưa được lợi ích, lại bị mắc bệnh trước. Tức là Bồ Tát Quan Âm ngài quán, ngài thấy được sắc là cái sắc thân đất nước gió lửa này là không, còn chúng sanh thấy là có. Vì chúng sanh thấy là có cho nên thành ra khi nó bệnh mình lo lắng, nó đói mình phải lấy thịt, lấy cá, lấy thức ăn, loài súc sanh mình bồi dưỡng cho nó. Mình thấy là có cho nên mình phải lo lắng cho nó. Còn Bồ Tát Quán Âm thấy là không, ngài quán ngũ uẩn là không, sắc uẩn là không. Khi ngài thấy bệnh nó cũng là giả, thời gian nó có tới rồi nó sẽ mất thôi à. Cho nên có nhiều người mà họ bệnh mà họ sợ mất cái thân này, họ thấy ngũ uẩn là sắc này là có thiệt á, họ lo sợ dữ lắm.
Còn cái người mà họ tu theo cái hạnh Bồ Tát Quan Âm, thấy cái ngũ uẩn là cái sắc uẩn, là sắc thọ tưởng hành thức này đó, là sẽ thấy đất nước gió lửa này đó, nó là giả duyên hợp thành. Một thời gian cái duyên nó hết rồi, nó đã tan đi. Cho nên họ thấy khi mất giống như là cái áo cũ á, mình cởi ra cái mình giặt, mình thay áo mới vô. Cái sắc thân này nó là đến lúc nó hoại, nó bệnh rồi đó, thì người ta hoan hỷ để người ta bỏ cái sắc thân này, người ta đi lấy cái sắc thân khác. Nếu mà họ là giữ được năm giới á, mà họ còn làm được điều thiện á, mà thiện ác xen lẫn lẫn nhau á, thiện ác nó vẫn còn lẫn lộn lẫn nhau á, thì họ gì mang cái sắc thân làm người. Nhưng mà hiện tại họ biết quy y Tam Bảo, họ biết giữ năm giới, họ có niệm Phật, họ có ăn chay, họ có tu tập mà chưa được vãng sanh á, thì cái thân người của họ đời sau nó sẽ tốt hơn. Nếu là nữ mà chưa chuyển thành nam thì người nữ này cũng sẽ tốt hơn, y như là mặc được cái áo nó tốt hơn. Họ tin chắc là như vậy, họ không có run sợ. Hôm bữa có bà cụ bà lên bà nói: thầy, con nghe thầy dỗ với thầy vuốt hay lắm không thầy? Trời, thầy đâu có làm được cái chuyện này. Trời, cái chơi cái lưng con nó đau quá, thầy dỗ giùm con cái thầy. Nghe người ta nói thầy dỗ cũng hết mà. Cái trời ơi, bà nghe đồn tầm bậy tầm bạ cho thầy đâu có cái vụ này. Rồi cái chân con đầu gối con đang đau đấy, sưng quá thì vuốt cho con cái thầy. Thầy kêu bà làm cái vậy mà thầy đặt thầy không, thầy vuốt luôn chết thầy. Không thấy được là ngũ uẩn giai không? Không thấy rằng Bồ Tát Quan Âm, thần lực của Bồ Tát Quan Âm gấp triệu lần thầy Giác Nhàn, là phàm phu. Giác Nhàn là phàm phu, không có khả năng. Mà thực sự là Bồ Tát Quan Âm, mà mình nương cái thần lực của Ngài là Ngài gia trì cho mình. Mà khi mình nương cái thần lực của Ngài á, là mình phải gì? Mình thấy cái ngũ uẩn này là giai không, sắc uẩn là không. Nghe ông Tổ kể câu chuyện này nè, lắng nghe nè. Có cái ông đó, ông bị bệnh trĩ. Quý vị biết bệnh trĩ là mỗi lần đi cầu xong á, lòi ra một gang tay như vậy. Ông phải nằm một khắc, tức là một giờ á, rồi bắt đầu nó mới rút vô lại, ông mới đi đâu, ông đi được. Cái bệnh này bao nhiêu năm trời á. Sau đó rồi cái bữa đó ông vội có công việc quá, cái ông đi xong, ông đi cầu xong cái là ông đi công việc liền, nó còn lòi ra giày, ông ngồi lên ghế xe nó cạ. Mà cái ruột non, cái ruột của quý vị mà nó ra mà nó cạ thì quý vị đâu biết cỡ nào, đau quá không chịu nổi. Khi mà nó đau rồi là nó chán cái thân này dữ lắm. Cho nên thành ra mình mới nói rằng là lấy khổ là lấy bệnh khổ làm thuốc thần đó mà. Chưa có bệnh khổ thì mình quyến liếng cái thân này, cái bắt đầu làm gì, mình lo lắng, mình o bế, mình cho ăn uống, rồi mình cho nước, rồi bia, rồi nó uống, rồi mình lo xăm soi, rồi mình kẻ lông mi, lông mày, rồi mình quét gì đấy, để cho nó đẹp lên đó mà. Nhưng mà khi nó bệnh rồi mình thấy nó như một cái đống xương, nhìn nó ghê. Máu thịt gì đâu mà nằm ra bã, nhìn nó ghê quá. Thì ông này ông nhìn ông chán xác thân ông quá rồi. Cái ông gặp văn sao ấm tổ, cái ấm tổ nói là phải nói là ngũ uẩn giai không. Và mình bệnh á là do cái nghiệp của mình á tạo sát sanh nhiều quá. Ông quý vị biết ông phát nguyện sao? Ai bệnh trĩ như tôi á, cho tôi lãnh hết đi, tôi đau không thể luôn, cho nó chết đi cũng được đi. Thấy thương chúng sanh, tội nghiệp chúng sanh quá, bao nhiêu năm mà nó không có hết. Thôi giờ niệm Quan Âm và phát lên cái đại nguyện là ai bị trĩ như tôi á, dồn hết cho tôi thể luôn đi, để tôi chịu lần luôn cho. Ông vừa phát cái nguyện ra lên, ông niệm Quan Âm á, một đêm thôi, sáng ngày mai là đi cầu không có ra nữa. Ngộ. Cái chuyện này là cái chuyện mà có thiệt trong văn sao, chứ không phải là chúng tôi tự dựng à. Sao nói đến đây là nhớ cái ông này, ông bị bệnh trĩ. Cái là mình bệnh mà mình sợ, mình đau rồi mình mong hết bệnh. Thì cái mong hết bệnh nó lâu thời gian, thấy sao nó lâu quá. Chấp vào cái ngũ uẩn này nó là có. Cho nên trong bài Bát Nhã đó là Bồ Tát quán tự tại, hành thâm là nhìn sâu vào, hành sâu vào, thấy ngũ uẩn này nó là không, nó không có thiệt. Chân tâm thể tánh là thiệt. Mà mình chưa nhận chân tâm thể tánh mình ra là thiệt, chưa sống được thì mình nhận câu Phật hiệu là thiệt. Còn nó đâu nó bệnh gì kệ nó đi, nó đến đâu nó đến đi. Mà càng đau càng bệnh, càng nghĩ về bệnh thì nó càng đau càng bệnh nặng nữa. Thôi niệm danh hiệu Đức Bồ Tát Quan Âm cho nó qua khỏi cái cơn bệnh này. Còn nếu mà mình thấy là đến cái lúc mà không xong rồi đó, coi như là niệm Bồ Tát Quan Âm mà mình thấy gọi rằng là nó đến cái lúc ung thư giai đoạn cuối rồi đó, thì thôi niệm Phật A Di Đà vãng sanh luôn. Ngài Đế Nhàn á, Ngài bị bệnh. Ngài Đế Nhàn cái thời đó là Ngài nổi tiếng, Ngài thuyết kinh Pháp Hoa là đệ nhất, nhiều người hưởng ứng mỗi lần cái pháp hội Ngài đông lắm, dân Trung Quốc ở đông mà.
Sau đó một cái thời gian sau quý vị biết là ngài bị bệnh nặng, đi không được. Bắt đầu là Ấn Tổ gửi thư đến, chút nữa đọc cái lá thư cho quý vị nghe, thiệt là hay. Đế Nhàn cũng là một vị coi như là không phải tầm thường đâu, phi thường lắm ạ. Nổi tiếng thời đó mà Ấn Tổ cũng phải viết thư khuyên ông nên niệm Quan Âm đi. Ghê không? Ồ, chứ không phải đơn giản đâu. Rồi ngài Hoàng Nhất Đại Sư đó là các vị Bồ Tát tái lai không mà phải gửi thư đến hỏi Tổ Ấn Quang. Cho nên những cái lá thư của Tổ Ấn Quang quý vị thấy không phải là bình thường đâu nghe. Cái người mà hỏi ngài đó là người đó có nhân duyên với ngài, và ngài có thần thông, Bồ Tát Đại Thế Chí mà, thấy rõ con người đó như thế nào, và có thần thông biết cái tâm họ như thế nào, phải nói như thế nào, và về sau những người khác đọc lá thư vẫn có tác dụng đó luôn. Các vị Hoàng Nhất, các vị mà coi như tổ mà còn phải hỏi ngài, còn mình kẻ phàm phu mà bỏ văn sao là thua. Cho cái thời của ngài, ngài la rầy cái chuyện lớn nhất là cái chuyện cầu cơ. Linh quỷ giả mạo nhập vô nói đủ thứ hết trơn, là ngài rầy cái chuyện này lớn nhất. Vừa rồi chắc có cái cô cũng ngồi trong này nè, chắc có ngồi đây nè, làm trong ban hộ niệm. Chúng tôi tiếp khách xong rồi cũng cầm cái lá thư của lên, gương mặt khác thường, khóc lóc bù lu bù loa. Thầy cho con nói. Họ nói cái gì? Mấy ngàn chiến sĩ đang nói chuyện với con ghi vô thư đây. Ủa bà này bữa nay sao ngộ vậy ta? Kêu thôi chiến sĩ có nói gì nói, mình không phải nói không có, nhưng mà thôi chiến sĩ nói xong tay này qua tay kia niệm Phật hồi hướng, đừng có để họ trong lòng, để câu Phật hiểu đi. Không, thầy phải cho con nói. Làm dữ dằn vậy chứ. Khóc bù lu bù loa. Cái bà này sao bà khác thường dữ ta. Thầy mới nạt thầy la cho một trận. Thầy kêu sao mà bà nghe văn sao Ấn Tổ mà bà không có hành theo văn sao Ấn Tổ để câu Phật hiệu trong lòng, chứ sao mà bà lại để mấy cái chuyện này trong lòng mà bây giờ bà bị lan truyền lên nữa, rồi bà làm tùm lum tùm la trong này hay sao? Bà ở trong phòng hộ niệm rồi bà cứ thấy vong rồi thấy chiến sĩ đồ hoài như vậy, bà không thấy Phật là bà chết rồi. Sao bà niệm Phật mà không có Phật trong lòng mà bà cứ để những chiến sĩ này trong lòng không vậy? La nạt cho một trận cái bắt đầu mới nín đi ra. Hết sức thận trọng. Họ cũng là một con người như bao con người. Đủ duyên thì niệm Phật chung với mình nghe Pháp, không thì thôi, chứ làm gì quan trọng dữ vậy. Không phải mình khinh miệt thị họ, mà mình phải làm gì? Giữ câu Phật hiệu, chuyện gì đã qua cho nó qua, chuyện gì chưa tới đừng có lo. Bỏ câu Phật hiệu trong lòng, đừng có bỏ cái gì khác. Bỏ vô là nó chướng ngại đó. Cho nên đang nằm trong cái gì? Tưởng ấm, tưởng cái chuyện đã qua rồi, mà tưởng đây là tưởng ấm ma rồi, nguy hại vô cùng. Sắc thọ tưởng hành thức đều là không, đều là vọng. Chỉ có chân tâm thường trụ, tánh đức mình là chân thật bất hư, mà tánh đức nó chưa có hiển lộ. Giờ lấy cái danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, danh hiệu Phật A Di Đà là cái pháp để mình tu, để cho mình tu đức đó, để cho tánh đức nó hiển lộ. Cái danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, cái danh hiệu của Bồ Tát Quan Âm không phải đơn giản như ba ơi má ơi đâu. Hoặc là danh hiệu là gọi rằng là một cái tên bình thường là tèo tí đâu đâu, không phải đâu. Mà ngài tu bao nhiêu đời kiếp rồi á, bắt đầu ngài đem bao nhiêu cái công đức á, ngài hồi hướng vào trong đó, cái vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, vô lượng thần thông diệu dụng, ngài hồi hướng ở trong cái danh hiệu đó. Mà nếu chúng sanh nào tin tưởng niệm cái danh hiệu này lâu ngày chày tháng, thì cái tánh đức của con người sẽ hiển lộ ra. Cái này khó tin lắm, khó tin lắm. Cái danh hiệu Phật mà mình kêu mình niệm lâu ngày, cái tánh Phật của mình, cái tánh đức của mình nó hiển lộ ra cái diệu dụng. Chuyện này khó tin lắm. Chỉ những người mà có căn lành sâu dày với Phật Pháp nhiều đời nhiều kiếp họ tin. Chứ nếu mà anh em như chúng tôi, người tu sĩ mà đi học những cái bằng cấp cao, học giáo lý sâu dày rồi đó nha, mà không có ai khai thị với Pháp môn Tịnh Độ, mà không có gặp tông chỉ Tịnh Độ, thì đố mà niệm Phật nổi, niệm không được. Không có một chút niềm tin gì mà niệm hết, niệm không có vô. Sự thực là như vậy. Lúc trước chúng tôi đi học trường cơ bản, mà kêu mà tin được cái câu Phật hiệu mà niệm là không có. Hàng ngày suốt ngày học kinh Tứ Thập Nhị Chương, kinh này kinh nọ, lên để học thôi. Mà học cái gì thì trong tâm mình nó có cái đó, để mà kêu nó làm cái khác nó không làm được. Kêu nó niệm Phật nó niệm không được. Không đơn giản đâu. Rồi mà sanh ra hỷ bán, chê bai chỉ trích rồi nữa, bài bác nữa, nguy hiểm, đọa lạc chết.
Trên con người của mình, lắng nghe nha, khi mình thích một cái tượng danh của Bồ Tát Quan Âm, thích cái danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, thì khi mà mình thích cái tượng là mình cung kính, mình hoan hỷ, mình tin ưa, là mắt của mình nhìn cái hình tượng Bồ Tát Quan Âm là được vô lượng công đức. Con mắt của mình mà nó đặc biệt là nó có công đức rồi, nó không có lão hóa. Và thượng giảng kinh thỉnh thoảng ngài đeo gương thôi chứ ít thấy thế này, ngài đeo gương 93 tuổi rồi. Mà con mắt của mình mà khi mà nó có công đức rồi thì nó thích nhìn những cái gì để tạo ra công đức, chứ nó không thích nhìn những cái gì để mà mất công đức. Lỗ tai của mình khi mà mình nghe được danh hiệu Quan Âm rồi là nó gì? Nó sanh ra vô lượng công đức ở trong đó. Nó thích nghe những cái gì mà có công đức, chứ nó không thích nghe những cái chuyện gì mà phiền não hoặc cái chuyện gì không đáng, nó bỏ ra ngoài tai, nó không có nghe. Còn kẻ phàm phu mà khi mà cái tâm, cái tai của họ mà không có công đức rồi á, ngang cái tai họ mà nó nhiễm phàm rồi đó, ngang cái tai họ mà nó ô uế rồi á, họ toàn là thích những nghe những cái ô đồ ô uế thôi. Nghe cái chuyện mà gọi rằng là phiền não, rồi cái chuyện mà cãi nhau đánh lộn, rồi mấy cái chuyện mà gọi rằng tạo phiền não là họ thích nghe. Còn mấy người nghe cái tai họ thanh tịnh rồi á, ngang họ không thích nghe những cái chuyện đó. Nghe tai này nó lọt qua tai kia, không có lưu lại. Mà lâu ngày chày tháng rồi bắt đầu cái tánh nghe họ nó mới gì, nó phát diệu. Còn cái miệng của họ cũng vậy, họ niệm danh hiệu Quan Âm, họ ăn chay, họ niệm Phật, họ tụng kinh á, cái miệng họ nó có cái âm đức, cho nên họ nói con cái, họ nói chồng con, họ nói mọi người, người ta nghe. Còn những người mà không nghe họ nói là biết không có duyên, là thôi chịu thua rồi. Chứ hầu như là những người khác người ta thích nghe. Có nhiều người người ta nói sao mà con buồn quá chừng rồi, con nói ba con tu, ba con không chịu tu. Hôm qua có cái chú thanh niên đang làm cái đổ bê tông, đồ lót gạch đồ trước cái đài Tâm Thánh, xong ông nói thưa thầy, chắc ông đây chú này ông ngồi đang ông dưới Phan Rang vậy nè, ông kêu thưa thầy sao mà con nói với ba con nghe Phật pháp, ba con không có chịu nghe, mà ông hỷ bán tam bảo, ông đập bàn thờ, ông làm đủ chuyện hết trơn, bây giờ con phải làm sao thầy? Kêu bây giờ chú đừng có ra cái vẻ như về tụng kinh rồi tu hành niệm Phật nói pháp vậy cho ông nghe hết trơn, bây giờ mình hành cái hạnh rất là bình thường mà phi thường, đó là hạnh cung kính. Bình thường nha, mình về mình cung kính nấu cơm rồi cho ông ăn nè, rồi nấu canh, rồi mua chè, rồi về rửa chân, rồi cho ông cung kính, ông như Phật vậy đó. Đừng có nói chuyện về Phật pháp hết trơn, mình lấy cái chuyện thế gian pháp, mà nhất thiết pháp giai thị Phật pháp, mà hành cái pháp thế gian cung kính giữa con với cha mà cung kính tột cùng đi nữa, thì chắc chắn mình sẽ độ ông được. Rồi lâu ngày ông thương mình sẽ nói ông nghe. Ông hỏi, ổ sao lúc trước con không có cung kính, con không có tốt như vậy, bây giờ sao con tốt? Lúc đó mình mới có cơ hội kêu do con niệm Phật. Đây, nó nghe kiểu có lý. Cái chú này ông còn trẻ, ông nói có lý. Chứ giờ mình vô nói Phật pháp thì sao mà rốt vô đầu ông được? Ông đang kỵ Phật pháp mà. Ông không thích mà sao mình nói chuyện đó? Mình lấy cái thế gian pháp, mà thế gian pháp mà cung kính, tối rửa chân rồi cho ông. Ông lên cái đó bắt đầu cái gì? Mình thấy cái mền nó lạnh quá thì mình phải làm gì? Nhưng bữa này Nhung Minh kể cái câu chuyện đó là lăn qua lăn lại làm cho cái mền nó ấm đi, đứa con đó mà, nó báo hiếu cho cha mà, rồi nước rồi để sẵn, rồi sáng lấy kem lấy cho ông súc, rồi rau mặt, rồi coi ông như Phật vậy đó, độ ông được thôi chứ có gì đâu. Nghe có lý, cái này kêu có lý, mà kêu có lý mà làm cho được cũng là căng lắm, nhưng mà vậy.